Chào tất cả các bạn lại đến với kênh của mẹ mình tập luật. Các bạn thân mến, cảm ơn tất cả các bạn đã xem những cái clip mà nó liên quan tới cái công việc nhà cũ mà mình đã up lên trên kênh mẹ mình tập luật. Thì sau rất là nhiều cái clip á, thì có rất là nhiều câu hỏi liên quan tới cái chuyện là giặt và sấy quần áo hoặc là xả quần áo như thế nào đó mà lại vẫn không thơm được như ý. Thì sau khi giải thích cho tất cả các bạn là quần áo dơ sạch như thế nào, mình giặt thời gian bao nhiêu lâu, mình xả thời gian bao nhiêu lâu, rồi dùng loại bột giặt hay nước giặt nào, rồi dùng loại nước xả như thế nào, thì một số bạn nói là vẫn chưa có thơm được như ý, tức là đã thơm rồi nhưng mà nó không có thơm nồng nàn đại thể nó như vậy. Thì hôm nay có một cái việc mình muốn trao đổi với các bạn, tức là loại trừ hết những cái mình mới vừa nói là các bạn đã làm ok hết rồi mà nó vẫn không thơm được như ý, thì còn một cái điểm mấu chốt cuối cùng mà các bạn phải cần lưu ý để cho mình có được cái kết quả như mình mong muốn về vấn đề là tại sao giặt rồi xả mà nó sẽ nó thơm không thơm hoặc là thơm không nhiều. Thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào các bạn? Vấn đề nó nằm ở chiếc máy giặt và chiếc máy sấy. Đối với chiếc máy giặt á, mà máy giặt cửa trước á, ha, hoặc là máy giặt cửa trên gì cũng vậy, thì nó có cái hộc chứa nước xả, hộc chứa xà bông, và tùy theo cái loại máy là nó cái ngăn chứa đó thì nó có thể nó có 2 ngăn hoặc nó có 3 ngăn, hoặc là nó cũng có cái loại là tức là 1 ngăn nước giặt hoặc là bông và 1 ngăn nước xả, rồi có máy 3 ngăn là 1 ngăn nước, 1 ngăn nước giặt 1, 1 ngăn nước giặt 2 và 1 ngăn nước xả. Và cũng có cái loại máy là có 2 ngăn thì 1 ngăn giặt và 1 ngăn giặt 2 kèm theo một cái ô nhỏ chứa nước xả bên trong. Thì các bạn phải nắm được cái nguyên lý hoạt động của cái ngăn chứa nước giặt và nước xả khi mình đã bắt đầu bấm cho máy nó chạy theo cái chu trình mình đã chọn sẵn. Các bạn phải lưu ý cái đó, thì cái đó là nó tác động rất là nhiều đến cái vấn đề là hiệu quả của vấn đề mà giặt, xả và sấy để cho kết quả cuối cùng là quần áo mình sạch và thơm. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem 1-2 cái ví dụ về cái những cái ngăn hộc nước xả, và mình lý giải cho các bạn nghe là cái hoạt động của những cái ngăn này nó như thế nào. Một số bạn là bảo là không thơm, không thế này, không thế nọ. Và mình phát hiện cuối cùng mình trao đổi với các bạn sau khi mấy bạn comment trên cái clip của mình, thì mình phát hiện ra một chuyện lỗi nó nằm ngay cái ngăn chứa nước giặt và nước xả. Khi các bạn không nắm được hết được cái nguyên lý hoạt động của nó, thành ra nó không tạo được cái hiệu quả cuối cùng như các bạn mong muốn ha. Rồi, như vậy thì cái vấn đề nằm ở chỗ như thế nào? Mời các bạn xem 1-2 cái hình sau đây rồi mình sẽ giải thích. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều cái loại máy giặt từ Electrolux cho tới LG vân vân. Thì cái ngăn chứa cái nước giặt các bạn để ý nó có thường là 2 hoặc là 3. Thì nếu mà cái ngăn nào mà nó chứa nó đề là chữ trong cái ô nó đề 1 gạch thì đó là cái vào cái ô thứ hai là đề 2 gạch và cái ô thứ ba là cái ô chứa nước xả. Thì các bạn nên hiểu là cái gạch đầu tiên là gọi là pre-wash, thì các bạn cũng phải đổ cái nước giặt vô đây hoặc là xà bông, rồi cái ngăn thứ hai, cái 2 gạch thứ hai thì các bạn cũng đổ cái xà bông vô trong đó. Thì khi bấm cái chương trình hoạt động của cái máy giặt á, thì nước sẽ lần lượt đi vô ô gạch đầu tiên, sau đó đi vô ô gạch thứ hai, và riêng cái ô thứ ba mà chứa nước xả, hoặc là đối với những cái máy là không có ô thứ ba nhưng mà cái ô chứa nước xả nó nằm trong ô thứ hai, tức là ô của cái 2 gạch đó, thì cái phần đó thì nước nó sẽ không vô trong cái chu trình đầu tiên là chu trình giặt. Đối với những cái loại máy như là Electrolux hoặc là LG hoặc là Toshiba rồi các cái, các bạn hết sức lưu ý, một khi các bạn đã chọn cái chương trình giặt rồi thì coi như là các bạn bấm máy chạy,
Thì dĩ nhiên trước khi mình bấm máy chạy thì mình phải đổ nước giặt, đổ nước xả vô trong từng cái ô tương ứng ha các bạn. Thì một khi các bạn đã bấm máy nó chạy rồi thì dứt khoát, nguyên nhân nó ở chỗ này, dứt khoát là các bạn không có được kéo cái hộc chứa nước giặt và nước xả ra để xem coi nước có chảy vô hay không, hay là để xem coi mình có quên đổ nước xả hay không. Dứt khoát là các bạn không được kéo ra. Mình phải chắc chắn rằng là mình đã bỏ nước giặt, xà bông và hoặc là nước xả vô trong các ô này rồi và mình bấm cho nó chạy. Thì khi các bạn không để ý, các bạn kéo ra các bạn xem, hoặc là đang giặt lưng chừng các bạn kéo ra xem, các bạn đóng lại, thì lập tức đối với những cái máy như Electrolux và LG, nó tự động nó lại bơm thêm một lần nước vô. Thí dụ bạn đang giặt ở cái pre-wash, tức là cái ngăn số 1 đó, nước đang chảy vô ngăn số 1, bạn lại kéo ra, bạn đóng lại, thì nước lập tức nó sẽ chảy vô ngăn thứ 2, cho dù là chưa hết chương trình, nó vẫn bỏ cái bước đầu tiên và nó nhảy, nó đổ nước vào bước thứ 2. Và nếu như các bạn đang ở giặt ở bước đầu và bước thứ 2 rồi, thì không biết vì lý do gì bạn lại kéo cái ngăn nước, ngăn đựng nước giặt ra một lần nữa, thì rõ ràng trong thời điểm, tới thời điểm này thì chỉ còn duy nhất là cái ngăn nước xả là có chứa chất lỏng ở trong đó, và lập tức là máy nó lại bật máy bơm cho nước đổ vô ngăn nước xả để nó rút cái nước xả đó đi và nó đổ vô cái lòng giặt. Như vậy là đang trong ở cái chu trình là giặt lần 2, tức là ở cái phần mà hai gạch đó, thì nước xả lại xuống nữa. Thì như vậy là coi như mà xà bông mà gặp nước xả thì coi như nó triệt tiêu hết tất cả các bọt của xà bông, hoặc là cái chất mà làm sạch ở trong xà bông ra, và coi như là nước giặt, nước xả đã được trôi đi cùng với xà bông khi chưa giặt hết cái chu trình của xà bông. Và như vậy thì máy nó vẫn chạy chứ nó không tắt nha các bạn. Nhưng mà tới chừng cái lần tiếp theo là lần vũ. Vũ có nghĩa là chỉ có nước vô thôi chứ chưa có nước xả nha. Sau khi vũ rồi thì bình thường không có vấn đề. Nhưng tới cái lần mà xả thật sự thì rõ ràng nước nó vẫn chảy vô cái ô đựng nước xả, hoặc là cái ngăn đựng nước xả, nó vẫn cho nước sạch vô trong đó, nhưng hoàn toàn trong đó đâu có còn nước xả nữa đâu. Tại vì nước xả đã đi theo xà bông ngay cái lần mà bạn đã kéo cái hộc lần 1, lần 2 ra, bạn đã kiểm tra giữa chừng rồi. Thì như vậy đây là cái nguyên nhân vì sao là mình giặt xả mà nó không thơm. Vì thực chất là các bạn biết rồi, nước xả đâu còn, nước xả nó đã lẫn vô trong xà bông rồi. Và như vậy thì rõ ràng khi bạn đem đi sấy thì mình, cái máy sấy nó có nhiệt, nó làm lại bốc hơi thêm một lần nữa. Tuy vậy đôi khi, nhiều khi bây giờ bạn cũng không còn một miếng nước xả nào ở trong đó để mà thơm. Thì có những bạn nói là ủa, vẫn có mùi thơm nhưng mà nó lại không nhiều mặc dù em đổ nước xả rất là nhiều. Đây nó lại là một cái vấn đề tiếp theo nữa. Các bạn, khi các bạn đổ nước xả quá nhiều khỏi cái mức maximum là chắc chắn là nước xả, cái máy nó tự động nó điều tiết, nó cho nước xả trôi đi bớt, dừng lại ở cái mức cái gạch của maximum thôi, chứ nó không để cho bạn đổ lố quá nhiều. Khi bạn đóng nắp vô, bạn đổ thì chưa có vấn đề gì, nhưng bạn đóng nắp cái khay lại là máy giặt nó tự nó điều tiết. Tại ở trong cái khu vực của đựng nước xả nó có một cái van nhỏ, cái van mà van cơ thôi, chứ nó không phải là van điện tử gì ở đây. Nó tự điều tiết được cái áp lực đè lên, áp lực của cái chất lỏng đè lên cái đầu van đó, và nó tự nó điều tiết để nó xả bớt lại. Đó, thành ra các bạn phải lưu ý mấy chỗ này để tránh những cái trường hợp là đổ nước xả vô rồi mà nó vẫn không thơm. Cho nên là các bạn phải lưu ý cái này, đây là cái nguyên lý hoạt động của cái khay đựng nước giặt và nước xả. Cho nên là sau khi các bạn đã bấm chương trình rồi thì coi như là các bạn tuyệt đối không kéo cái ngăn chứa này ra nữa cho đến khi máy giặt dừng hẳn và hết cái chu trình. Nếu như lỡ mà mình bấm sai cái chương trình mình muốn hủy, thì các bạn bấm dừng và các bạn bấm tắt nguồn cái máy và các bạn bắt đầu khởi động lại theo cái chương trình mới mà các bạn chọn lại theo chương trình mới. Nhưng trước khi chọn, sau khi chọn chương trình và trước khi bấm play cho nó chạy, các bạn được phép kéo cái ngăn này ra để kiểm tra coi cái lượng nước giặt với nước xả hồi nãy nó đi tới đâu rồi. Thì nếu như nước xả nó vẫn còn ở đó mà nước giặt đã trôi đi ở cái ngăn 1 hoặc ngăn 2 rồi thì cũng không sao. Tại vì có nhiều máy nha, có nhiều máy thì nó lại, khi bạn tắt và bạn mở lại, nó lại khởi động lại từ đầu và nó cũng trôi đi hết xà bông. Có nhiều máy thì xà bông nó vẫn lưu lại đó, nó không xả cái nước ở trong cái lòng giặt đi ra ngoài. Nhưng có nhiều máy chỉ cần bạn tắt và bạn khởi động lại và bạn chọn một chu trình mới, thì khi mà bạn mở máy lên trở lại thì tự động là cái máy giặt nó sẽ bơm hết tất cả các nước ở trong cái lòng giặt của cái lần trước.
trước mà bạn đã chọn sai, tức là nó bơm hết đi ra ngoài chỉ còn quần áo ướt thôi, thì như vậy buộc lòng bạn phải nạp thêm nước xả xà bông đó, hoặc là nước xả rồi nước giặt gì đó bạn nạp lại cho lần hai. Thì các bạn phải lưu ý cái này. Thì nếu lỡ chu trình mà các bạn kéo ra rồi mà bạn đóng lại mà nó bị mất mà bạn phát hiện, thì buộc lòng bạn phải tắt máy và phải reset nó làm lại từ đầu, tức là off xong rồi on nó lên và chọn chương trình và nạp nước giặt nước xả vô ngay từ đầu và để làm lại, thì nó mới xóa được cái bệnh đó. Chứ nếu bạn không làm như vậy, bạn không tắt và bạn cứ chọn tới chọn lui mà bạn không tắt nguồn luôn, thì coi như là cái máy nó giống như nó đã bị lỗi. Tức là bây giờ bạn có giặt qua lần 2, lần 3 đi nữa thì coi như là nó vẫn bị tuôn nước xả đi mất. Rồi các bạn ha, như vậy là tiếp theo nha. Đối với cái phần sấy thì các bạn chỉ cần lưu ý là mình đã cố mình giặt sạch và mình đã xả thơm rồi, chọn lựa nước giặt rồi, nước xả rồi, thì cái vấn đề cái phần sấy các bạn cũng hết sức lưu ý. Chẳng hạn như các bạn cũng nên để ý là chẳng hạn như đối với loại vải nào thì mình sẽ sấy ở cái mức nhiệt bao nhiêu, và cái thời gian các bạn sấy bao nhiêu nó mới đủ. Thì theo như kinh nghiệm của mình á, thì trung bình tính á, thì một cái mẻ giặt mà các bạn đem đi sấy á, thì thời gian các bạn sấy nó khoảng trung bình là 90 phút. Thì như vậy là quần áo đã vừa khô tới. Thì đôi khi các bạn quên đi, hoặc là các bạn chọn cái thời gian sấy nó cao quá, thì cái thời gian sấy nó nhiều thì cái quần áo nó đã khô cứng đi, và ít hay nhiều thì cái lượng nước thơm hay nước xả còn lại trong quần áo nó cũng đã bị bốc hơi đi một phần nào rồi đó. Cho nên các bạn lưu ý là đối với vải nào thì các bạn chọn sấy là thời gian bao nhiêu, 60 phút hoặc là tối đa là 90 phút. Còn tuy nhiên là những cái tháng mà rớt vô mùa mưa hoặc là những cái ngày mà có độ ẩm cao á, thì các bạn có thể là sau khi sấy 90 thì các bạn sấy thêm khoảng chừng 5-10 phút nữa thôi, và mình lấy quần áo ra và mình để cho quần áo nó tự nó bốc cái hơi nước còn lại, để cuối cùng thì nó sẽ khô một cách là hoàn hảo nhất. Thành ra là cái góc độ máy sấy, nếu các bạn chọn không đúng cái nhiệt và không đúng cái chức năng in trên cái máy sấy á, thì đôi khi nó cũng làm mất mùi cái nước thơm của các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.